Xin chào các bạn đến với kênh Kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Mera Discovery 800. Dòng xe đạp Touring đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, là thương hiệu nội địa của Đài Loan, thương hiệu Mera. Và được sử dụng cặp bánh 700cc, dạng xe Touring nhưng mà này có giảm sóc để cho các bác mà đi thể dục trong phố, và cộng với cả là đi những cái tuyến đường mà nó gập ghềnh thì nó sẽ được êm tay hơn khi có cái bộ giảm sóc trên. Đó. Xe ta thương hiệu Mera rất là đẹp. Model Discovery 800 sử dụng bộ chuyển động Shimano Alivio. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng nguyên zin. Tông màu này về là tông màu trắng pha với logo xanh và chữ phản quang các bác nhé. Màu trắng rất là đẹp. Sử dụng đây là tem, là bộ tem phản quang để khi các bác mà đi buổi tối nó sẽ rất là an toàn. Đèn của những xe, chiếc xe khác nó chiếu vào thì nó hiện cái logo lên rất là an toàn. Hiệu Mera. Còn email của nhà sản xuất thôi nhé. Email Mera. Trang bị bộ chuyển động là bộ chuyển động Aceza, để trước Aceza để sau Alivio. Với 9 tầng lip. Lip Shimano với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa. Có hai bản các bộ khác nhau. Xích lip còn tương đối là mới này, chưa bị mòn nhiều. Cũ sử dụng chiếc xe này cũng tương đối là ít và bán lại đây này. Những cái xích lip và lốp lip này vẫn còn rất là mới, vẫn còn vân lốp. Các bác có thể nhìn thấy. Do là qua quá trình sử dụng và là vận chuyển về đây là xuất hiện những cái vết sứt nhỏ, sứt răm không thể tránh khỏi. Sứt nhỏ, sứt răm. Còn chuyển xe thì còn tương đối là mới rồi này. Những phần ghi đông chúng tôi trang bị tay bấm xả Alivio 9 speed này, đến 9 tầng lip này, Alivio 3 cũng với 3 tầng đĩa. Được sử dụng thêm cả bộ phanh dầu của Shimano. Chi tiết này còn là nguyên bản hết này, nguyên zin hết toàn bộ xe. Vành 700cc, lốp 28, lốp 28 và hoặc là 700cc này. Sau này các bác có thể thay đổi kích cỡ lốp thành đây là lốp 700 nhé, nhưng mà sau này các bác có thể sử dụng lốp 28 vào đây, 28, 29 vào đây. Cái loại bản to, bản của địa hình lắp vẫn được để sử dụng đi những con đường địa hình. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe vừa các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73, 1m75 thì phù hợp.
động rất là tốt, sử dụng rất là mượt mà con này. Và chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 8 triệu 800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.